Em nghĩ anh lấy cái kính thưa quý vị đồng hương của San Jose và Santa Clara, kính thưa quý vị niên trưởng trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, tôi là Đặng Kim Cang, hội trưởng của hội chiến sĩ Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam chung 201. Chỉ còn hôm nay là ngày 8 tây của tháng 6, chỉ còn độ khoảng một tuần lễ nữa thì 200 thùng hàng gửi ra ngoài tiền tuyến cho những mặt trận mà quân lực của Hoa Kỳ đang tham chiến sẽ được nhận. Mỗi một thùng quà như vậy không có là bao nhiêu, nhưng đây cũng là một phần thưởng tinh thần để cho các cụ chiến sĩ ở các chiến sĩ hiện đang chiến đấu ở mặt trận được lên tinh thần. Thưa quý vị, mỗi năm như vậy thì chúng tôi phối hợp với những cái hội của quân lực Việt Nam, quân lực Hoa Kỳ, những cái hội đó thì như năm nay á, thì chúng tôi á, là tham dự với cái hội là gọi là Blue Star Mom, những người mẹ của những chiến sĩ đang tham chiến ở ngoài mặt trận thì cũng thường lệ như vậy thì chúng tôi mua những cái vật phẩm như sau: vớ hoặc là áo thun, rồi kẹo, bánh và những cái đồ mà nó gọi là sanitation care để cho cái người ở ngoài tiền tuyến người ta có thể dùng được. Cái số lượng nó nhỏ, chẳng hạn như chúng tôi có gần 100 cái chai về sunscreen ở đây. Cái này nó để những cái người ở chiến trường ở bên Trung Đông đó, họ rất là tiện dụng cái này để thoa để không có bị cháy nắng. Bên cạnh đó chúng tôi có 10 lố của bàn chải đánh răng, rồi kem đánh răng, đồng thời có cỡ khoảng chừng 50-60 cái chai deodorant để mà thường người Việt Nam mình để lau ở trong nách đó để cho nó bớt cái mùi, rồi có những mấy chục chai nữa là cái nước xà bông để rửa tay và Q-tip, rồi cũng không có quên là có một số những cái dao cạo râu. Như quý vị nhìn thấy ở đây đó thì chúng tôi mua những cái snack của Hoa Kỳ, họ làm từng cái hộp nhỏ, một thường thường á thì họ làm cái hộp đó nó cỡ khoảng chừng cái cỡ như thế này, cho nên tất cả mọi thứ đều phải compact mà nhỏ thì mới có thể bỏ vào được trong cái hộp như vậy để họ có đủ thứ. Thì như quý vị thấy đó là đây là chip, chip những cái gói nhỏ, rồi cái này là da, cái này là cái cream để cạo râu. Chúng tôi cũng không có quên gửi một số chewing gum để cho họ, chẳng hạn lúc đi gác họ có thể nhai chewing gum cho nó đỡ buồn. Ở đây chúng tôi có một số những cái nó gọi là cái sausage, Vienna sausage, cái hộp nhỏ như thế này. Còn đây á, là một cái bịch như này thì được 12 cái bịch nhỏ, ở trong đó nó gọi là beef jerky. Và quan trọng hơn nữa đó là theo như tôi được biết đó, là chúng ta có những con em người Việt Nam rất nhiều ở trong quân đội ở bên đó, thì chúng tôi muốn gửi thêm cho họ một số mì
mì ly ở đây, mì gói mì ly như quý vị nhìn thấy, thì khi họ có được những cái đó thì họ sẽ đỡ nhớ nhà. Thì đại khái là như thế, quý vị thấy là có dớ ở chỗ đó và có hai size của những cái t-shirt ở trong đó. Còn đây là một số những cái đồ mà chúng tôi gom góp ở trong nhà để gửi ra, thì nó gồm có trà, rồi có bánh biscuit trong đó, với lại cái lotion ở trong đó quý vị. Thành ra còn một cái điểm nữa chúng tôi nói về người lính nam nhiều, nhưng mà tôi cũng muốn giúp một số ít cho những người lính nữ, là tôi có mua hai hộp tampon ở đây. Mỗi một hộp như này nó gồm có 30 ml ở trong này, để cho những người lính nữ họ có tiện dụng. Kính thưa quý vị, đây cái quà này, người ta nói cái quà nó không có bằng cái lòng của mình. Thật ra thì ở đây chúng tôi chỉ muốn nói lên một cái điều rất là giản dị, là ở hậu phương chúng tôi không quên những người chiến sĩ đang dầm mưa giải nắng, đang hy sinh cái máu và mồ hôi của họ để cho chúng ta được an bình ở ở hậu phương. Chính vì thế cho nên nó là chúng tôi mặc dù cũng không có giàu có gì cả, ở trong hội chúng tôi phần lớn những anh em lớn tuổi không phụ quân nhân, rồi là già, cho nên là cũng ráng nhường nhịn một chút xíu tiền ra, để mỗi năm như vậy chúng tôi mua chút đỉnh quà để gửi ra ngoài đó, để nhắc nhở những người lính ở tiền tuyến rằng chúng tôi lúc nào cũng luôn luôn nhớ tới họ. Thì như quý vị biết đó, thì cái hôm nay là ngày 8 và cái ngày 16 thì tất cả 200 thùng quà sẽ phải gửi đi ra tất cả mặt trận, chẳng hạn như Iraq, Afghanistan, Kuwait, rồi những cái mặt trận mà lính của Hoa Kỳ đang tham dự ở mặt đó. Trong 200 cái thùng đó là cái tiền gửi về bưu điện, đó là cũng có trên 10.000, thì chúng tôi chỉ giúp một phần nhỏ ở trong này những cái món hàng thôi. Kính thưa quý vị, tôi cũng xin mượn cái khoảng thời gian này để gửi lời cảm ơn tất cả những thân hữu, những yểm trợ viên của hội chúng tôi, đồng thời một số hội viên cũng có đóng góp, tất cả trong đó độ khoảng chừng 730 đồng. Và cái khoản của riêng trong gia đình của chúng tôi thì vừa tiền vừa hàng đó cũng có khoảng chừng 400, gần 500. Thì tôi xin thành thật cảm ơn tất cả những yểm trợ viên, tất cả những thân hữu đã ưu ái mà yểm trợ cho chúng tôi. Nếu không có quý vị, chúng tôi không làm cái công việc như thế này. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe cái chương trình của chúng tôi. Năm qua đi sắc tô đám ma của thằng Lê Viết Bắc qua 6 không có bình chết, thì dưới này Lê đi đón ba nơi lên United City con tôi một cái bên đón thằng Tê ở Thái Quận lộn đường sao mà cái 50 chiều mới tới à. Chú có con hiểu chứ. Lát nữa con ở lại với chú với mẹ chồng bây giờ chú đưa đi tàu á, đúng như vậy không có mà năm giờ chiều mới tới dạ có. Trời ơi, một tí sẽ xong, bây giờ thì mới đầu mà không đi không được.
hôm nay thì cũng là gần ngày lễ của cha, tôi xin mời ông dự. Trước hết chúng ta xin cúng tổ, kính lại quốc tổ Hùng Vương. Hiện nay các con tim đã không còn nguội lạnh nữa, ngọn lửa thần khí đã đổ xuống trên đầu người dân Việt Nam, khiến họ không còn sợ hãi nguội lạnh, tất cả đều xuống đường biểu tình. Chỉ có thế chúng ta mới có thể đẩy lui được bọn Trung Cộng đang lan tràn trên quê hương đất nước chúng ta. Tháng 5 là tháng của mẹ, tháng 6 là tháng của cha. Hôm nay chúng con xin tưởng niệm người dỗ đầu của ông cựu hội trưởng Nguyễn Phan, ông cựu cố vấn Robert Redford và ông bà cựu cố vấn Trần Điềm. Chúng con xin đốt những nén hương nhang này, kính xin quý anh linh các vị cầu bào với Thượng Đế cho chúng con, gia đình chúng con, hội AVVA chapter 201 chúng con biết lắng nghe, sửa chữa, vị tha, đoàn kết và xây dựng. Xin Thượng Đế ban cho chúng con ngọn lửa thần khí đó, để chúng con thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau, bỏ qua những tì hiềm, hầu làm cho hội đoàn kết vững mạnh, một phần nào góp sức với người dân trong nước, hầu trở về quê hương phục vụ bổn phận của một người công dân Việt Nam. Xin hôm nay Pha Lê Lê xin ông cố vấn ba người lên đốt nhang. Xin mời quý vị an tọa. Chúng tôi xin chúng tôi xin chỉ ba người đại diện thôi, một là quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống trong cuộc chiến 21 năm vừa qua, và sau đó là cả triệu dân của Việt Nam Cộng Hòa đã vượt biên vượt biển vì không thể sống dưới chế độ của Cộng sản. Đã 1/3 của những người vượt biên đó đã không được tới bến bờ. Và cuối cùng nữa là 58.000 chiến sĩ nước Hoa Kỳ đã hy sinh, bỏ thân xác lại Việt Nam để bảo vệ cái tự do và no ấm cho miền Nam chúng ta trong 21 năm. Đồng thời họ vẫn còn trên 1.000 cũng chiến sĩ mà đã bị cầm tù và mất tích mà chưa có tìm được thấy. Tôi xin quý vị một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt, xin mời quý vị đứng lên và giao 1202 35 xem tất cả những đồ đạc trong đó. Cái chương trình này của Blue Star Mom, tức là những cái người mẹ của những chiến sĩ mà hiện nay đang được trong quân đội Hoa Kỳ trong khắp các mặt trận trên thế giới, thì mỗi năm như vậy đến mùa hè này họ có những cái project là làm những cái hoặc gọi là cái care package, trong đó gồm có những cái thức ăn snack rồi những cái đồ để làm vệ sinh, để rửa tay cái chai, để rửa tay dao cạo râu, rồi lotion
thì có một số quân nhân ở trong quân đội hiện nay là họ đang chiến đấu ở ngoài mặt trận, nhưng mà cái địa hình nó là sa mạc, cho nên nó là cái vấn đề mà nước non nó khan hiếm và cái da dẻ của họ bị ảnh hưởng rất nhiều, cho nên nó là họ rất cần những cái thứ đó. Thì tôi đã có mua tất cả ở trong đó là gồm những cái thức bên trên, nhưng tôi cũng không quên là trong cái số quân nhân đang chiến đấu tại những mặt trận ở trên thế giới đó là có một số con em người Việt Nam của chúng ta, mà theo như cái lời kể lại của những người có dính líu trong cái công việc làm đó, thì người ta bảo rằng những cái quân nhân Việt Nam á, mà khi họ nhận được cái care package ở trong đó đó, mà có những cái thức ăn Việt Nam ở trong đó đó, thì họ rất là vui. Chính vì thế nên chúng tôi cũng có gửi một số mì gói, mì ly ở trong đó cho họ chia cho những cái danh sách mà của người Việt Nam nhưng mà ở trong quân đội Mỹ. Cái buổi giao hàng đó rất là cảm động họ, cái những người mà ở trong cái hội đó họ cảm ơn, và sau đó thì họ có mời tất cả những hội viên của chúng ta, nếu chúng ta có thời giờ thì là lên trên đó để mà phụ với họ. Họ may những cái khăn để quàng cổ, nhưng mà nó không phải là cái khăn, nó giống như một cái ruột tượng vậy. Ở bên trong đó họ bỏ những cái hộp mà để trồng cây đó, khi mình đổ nước vô trong đó thì cái hộp nó rút nước và nó giữ cái nước ở trong đó để cho những người mà ở ngoài tiền tuyến mà ở sa mạc đó, thì họ suốt ngày họ giữ được cái nhiệt độ ở trong người của họ. Thì nếu quý vị mà có thời giờ thì ghi tên với chúng tôi, thì đến đó mình phụ với họ. Họ may xong rồi thì mình bỏ mấy cái hạt nó vô. Đó. Rồi họ cũng có may những cái quilt, tức là những cái mền từng miếng vải vụn một đó người ta ráp lại đó để gửi ra ngoài tiền tuyến. Làm thủ quỹ luôn, tức là tay hàm chìa khóa. Thưa anh chị em trong hội, tôi thấy thời gian qua anh Khang với anh Dược đã rất là bận tâm về vấn đề hội, hội thành lập lâu và cái hội như con đẻ của ảnh là founder, mà trải qua cái trường hợp anh Khang mất thì cái hội cũng xáo trộn về vấn đề thủ tục hành chính, về vấn đề pháp lý, không có ai chăm sóc. Thật ra tôi có đi với anh Khang lại nhà băng để chuyển nhượng giấy tờ và yêu cầu nhà băng làm những số việc, thì tôi xung phong vô, tôi nói anh làm cái gì được thì em ủng hộ, cứ kêu lúc nào em làm được em làm, nhưng mà em thì bận lắm. Anh Dược thì cũng muốn em làm những cái việc giúp đỡ phần trong hội, nhưng mà em nói thì bây giờ em cũng còn vô e được, cũng còn trẻ, hàng U6 thôi. Thật ra sẽ cố gắng làm việc những gì được. Hơn nữa thì em có business thì em cũng deal với tụi ANS cũng nhiều, cũng nhức đầu lắm. Tự nhiên cái mình nhận cái bill là mấy ngàn đồng phạt. Thật ra mình phải deal tới deal luôn, cũng nhức đầu lắm. Thật ra nếu mà trên thủ tục hành chính thì nhà băng với hội thì mỗi tháng nó báo cáo nhiều thì mình trưng bày thì cho bà con anh em mến bờ biết. Nhưng mà vấn đề tài chính rất là sensitive, tức là rất là nhạy cảm, thì đừng có, tôi mong anh chị em ở đây để nếu biết thì hỏi đúng người, chứ đừng có gossip, tức là nói người này chuyện qua người kia làm cái hội ra rối loạn lên. Và cái đó, điều đó là điều tôi rất là kỵ, và tôi thấy tôi làm gì không được, tôi ngủ không được là tôi khó chịu luôn, tôi đi kiếm người đó tôi phá lại. Thôi thì tôi cũng xin nhận những cái gì hội gia phó
thì tôi sẽ cố gắng làm việc tốt hơn, và với sự chỉ đạo của ban lãnh đạo của hội thì mong anh chị em ở đây hợp tác, và phần lớn đây tôi thấy phụ nữ nhiều hơn, thành ra men đâu mất tiêu chân à. Vấn đề tài chính đó thì tôi không có nghĩ là tôi không có giữ tiền đâu, bà con đừng có lo, nhưng mà tôi về vấn đề báo cáo thì tôi rành vụ đó lắm, thành ra họ không có vấn đề gì trở ngại. Tôi xin nhận cái đó với trước mặt mọi người, rồi sẽ làm việc với anh Cang với anh Dược như thế nào. Mong anh chị em đây ủng hộ, và có những cái điều gì mà trong khi làm việc mà có sơ suất thì mình nói chuyện nhau nghe thôi. Bởi vì bên ngoài họ cứ nhìn vô bên trong rồi họ cứ xì xào cho hỏi mình, có lúc gặp khó khăn lắm á. Mong anh chị lần cuối xin ủng hộ hội, và mình phải trên tinh thần xây dựng và tinh thần bảo vệ cái hội của mình cho nó tốt đẹp. Hoạn rất là nhiều thứ cho nên cái cô không có thể lo cho bà được. Khi bà qua đời thì tôi có tới nhà, thì cô đã có làm một cái giấy ủy quyền cho hội của mình để lo cho bà cái hậu sự. Thì theo như cô nói lại thì bà có để dành được 1,000 và cô có được 1,000. Rồi cái bà mà săn sóc của bà cụ Tính thì cho 300, tức là 2,300. Tôi có nói với lại gia đình từ lâu rồi, tôi nói anh thường thường á, thì những cái chỗ khác ấy, người ta làm 7,000-8,000 để thiêu, nhưng mà với cái uy tín của tôi đã làm trên 50+ người ở trong cái nhà vàng đó, mà nhà vàng đó là được cao tiên người ta giới thiệu cho tôi để làm cho tất cả mọi cái người mà không có thân nhân. Thì thường thường đó, những cái người không có thân nhân ấy, chúng tôi làm từ 1,000+ cho tới 2,000+, tùy theo cái lúc tôi có tiền nhiều hay có tiền ít. Nhưng mà khi mà tôi biết được là cả gia đình chắc mót chỉ được có 2,300, thì tôi có nói với bà cụ, tôi nói cho bà nhìn thấy rõ là đây là người con của bà, và bà người này không phải là không có thân nhân, nhưng mà vì hoàn cảnh của người ta khó khăn như vậy đó, thì bà có thể thông cảm, bà giúp đỡ cho người ta. Thì bà sau khi kết toán rồi, bà cho cái giá là 2,500, mà họ đã có 2,300. Thì tôi nói người con đó trả 2,300 trước đi, còn thiếu bao nhiêu đó thì chúng tôi sẽ bù thêm. Thì chúng tôi đã lo cái đám tang của bà trong cái tuần vừa rồi rất là tốt đẹp. Nếu có video thì tôi sẽ cho trong hội thấy. Nếu quý vị chỉ nhìn trên video thì không biết rằng thì là người đó không có thân nhân, không có cả một đứa con duy nhất, nhưng mà cái hội trường nó coi cái nhà vàng đó là không còn chỗ để ngồi nữa rồi. Thành ra mình cũng cảm ơn bề trên Thượng Đế đã giúp đỡ cho cái buổi lễ nó được hoàn mỹ như vậy. Ngày 23 tháng 6 này đó thì chúng tôi sẽ đi rải cốt, mà tôi ngày hôm qua tôi có tới chùa Hồng Danh, tôi ký một cái chết của hội, tôi có trao đổi với lại ông Dược, thư ký của hội, là chúng ta thường hay gửi những cái cốt ở chùa Hồng Danh mà ông thầy không bao giờ nói tới chuyện tiền bạc hết, cho nên những cái ngày lễ lớn thì chúng tôi cũng đóng góp chút đỉnh để cho thầy có tiền nhang đèn. Thì tôi có gửi cho của hội, tôi ký một cái chép của hội là 100, và gia đình của tôi thì gửi cho thầy 200, là tôi có để lại cái copy ở đây để cái ngày 23 thì chúng ta còn một ông là Nguyễn Bé cũng là homeless, một ông Nhan Hồng Hải cũng là homeless, chúng ta vừa làm
vừa rồi với lại ai nữa hả? Ba người tất cả em. Ba người thì có bà Nguyễn Thị Tính. Ồ, có bà Nguyễn Thị Tính nữa. Bà Nguyễn Thị Tính đây thì tôi có hỏi gia đình là nếu như của bà có thân nhân ở bên Việt Nam, tôi sẽ bà còn một đứa con út, đứa con trai ở bên đó, thì chúng tôi sẽ gửi cái cốt về. Những ông con trai ông mới nói thôi, ông mới không có khả năng để thờ cúng bà, thì ông mới nói giao cho hội muốn làm gì thì làm, thì chúng tôi sẽ đi rải cốt cho bà luôn. Mỗi một chuyến đi như vậy á, thì cái người chủ tàu á, người ta không cần biết là bao nhiêu, nhưng mà mình cứ mỗi một cái hũ cốt nhiên liệu người ta tính là 100, thì hội ra cái tiền đó để rã. Như quý vị biết đó, thường năm chúng ta đi diễn hành 4 July ngày lễ độc lập ở cái city Santa Clara, thì tôi muốn lấy ý kiến là năm nay, hình như năm ngoái mình không có đi phải không? Thì năm nay đó quý vị có muốn đi không? Thì nếu như mà quý vị đồng ý đa số thì chúng tôi sẽ gửi cái application được. Mặc dù trễ nhưng mà tôi với mấy người đó thì giống như trong gia đình thôi, lúc nào tôi cũng có thể tôi gửi cái application vô được. Thì nếu quý vị đồng ý thì tôi sẽ làm cái công việc đó. Quý vị nào đồng ý đi diễn hành giơ tay lên đi thì mình mới biết được. July 4 đi diễn hành. Như vậy là đa số rồi phải không anh? Okay. Thì xin nhờ ông thư ký ghi vô trong biên bản để chúng ta lấy quyết định. Cái cao thủy kho đó, chúng ta làm lễ ở đó với liên hội của quân nhân. Chúng tôi năm nào cũng vậy, tôi và anh Dược đi theo tính cách cá nhân. Bởi vì trường ngày đó chúng tôi muốn bận lại cái sắc phục của binh chủng của chúng tôi trong cái ngày cuối cùng đứt phim. Cho nên nó là quý vị cũng đi như vậy theo với tính cách cá nhân thôi. Bởi vì hội chúng ta không có đi truyền thống, chúng ta không có đi chung như vậy. Chỉ trừ có cái ngày quốc hận thì nó giữa quân đội và dân sự. Cho nên đó là cái ngày đó quý vị thấy rằng chúng ta có đi làm lễ chào cờ ở City Hall, Cao Thị Hall, là chúng ta bởi vì nó có dính dáng tới dân sự của mình. Thành ra nếu mà đi ngày lễ quân đội không thì nó không có đúng cho cái bài lạc của chúng ta. Cho nên chúng tôi năm nào cũng đi tham dự cái ngày quân lực đó, nhưng với tư cách cá nhân. Còn quý vị cũng vậy, nếu quý vị đi thì anh em mình tới đó gặp nhau vui vẻ bắt tay nhau thôi, chứ còn chưa hội không có đi. Okay. Cảm ơn chị Bích nhắc tới. Chưa, như vậy có nghĩa là nếu mà chúng ta cùng tham dự, cùng đi thì với tính cách là cá nhân. Nhưng mà xin hỏi anh Dược Tào với anh Cang là khi y phục của chúng ta khi tham dự cái ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực đó thì chúng ta sẽ mặc ăn mặc như thế nào ạ? Tôi xin trả lời với bà cố vấn như thế này. Đã từ lâu rồi, từ lúc mà thành lập hội tới bây giờ đó, sở dĩ cái hội của chúng ta là hội ái hữu của cái chapter 201 của Mỹ. Thành thử ra cái cài quân lực đó, thì theo tôi biết đó, thì ở bên liên hội của quân nhân họ tổ chức. Và cái hội ái hữu của chúng ta không nằm ở trong cái liên hội. Thành thử ra nếu trường hợp chúng ta có đi đó, thì chúng ta chỉ là tùy ý muốn mặc cái gì mặc đi thôi. Bởi vì người ta đó, khi mà lên đó thì người ta đã xứa gôn là đơn vị nào, quân kỳ nào đã đầy đủ trên trơn rồi. Chúng ta, xin lỗi, không có trong liên hội. Thành thử ra chúng ta không có quyền giữ ở trong đó. Thành thử ra tôi cũng xin mời quý vị
anh em cụ quân gia của chúng mình á, chúng mình tùy hỷ, muốn bận đồ trận, muốn bận đồ liên hội, muốn bận đồ thiết giáp, muốn bận gì mà cứ đến đó tham dự xong. Tôi xin phép anh Càng, tại sau khi dự đó đầu đó tôi xin mời về đây, tôi với anh Càng sẽ đãi quý vị đó một chầu hoa đời đề. Tháng của những anh em ở trong hội thì tôi nghĩ rằng già đã làm già nhiều anh em ở trong hội đó, thì tới cái ngày của mình trong tháng đó mình cũng xin lỗi, cũng đem một món gì, hoặc là nếu mình đem không được thì mình cũng cho 50-30 gì đó để ở đây người ta làm cho mình vui. Cũng như là mình sợ rằng mình mua đó tiệt trùng thì mình mới đưa tiền cho ở đây làm. Thì từ lâu rồi chúng tôi đã làm ở đó. Thì cái ý kiến là bây giờ nếu mình đóng góp tiền này kia nọ đó, tôi xin lỗi, chúng mình nghèo hết trơn, ai cũng không có tiền đâu. Cái nguyệt lễ 10 đồng mà chúng ta còn bớt đi 5 đồng, chỉ còn có 5 đồng thôi. Thì chúng tôi xin là cái vụ mà đó, chừng nào mà mình thấy yếu lắm đó, thì xin mà quý vị đem cái gì ăn thôi, chứ còn đừng có xin đóng tiền nữa, nhiều tiền quá đi quý vị. Xin hết. Yeah. Hiện tại ra làm sao? Mình đã chi ra bao nhiêu và còn lại bao nhiêu? Thành thử ra tôi với anh hội trưởng đã làm ra một cái bản tường trình. Thì theo cái tâm niệm của chị Mai Thị Thái để ở dưới trong cái bản cao phố đó, thì cái số tiền đó chị sẽ để lại cho hội, và hội để tiếp tục cái dùng cái số tiền đó để cho mỗi một cái đám tang mà vô thừa nhận đó, không có thân nhân đó, một lần là 200 đồng. Thì khi mà cái bữa mà khui thùng tiền đó thì gồm có tất cả một số người đó, thì tôi đã dán lên đây, và sau khi tôi tuyên bố rồi đó thì quý vị có quyền lên đây để mà coi cái này. Thì cái số tiền mà khui cái thùng quỹ tâm niệm á, bữa đó đó thì được là 7.685 đồng. Và sau từ cái lúc mà chị Điền chết cho tới bây giờ đó, thì chúng ta có chín tấm tàng đó, thì gồm có là ông Trần Văn Bền quả táng ngày 19 tháng 9, ông Trần Nguyên Long quả táng ngày 10 tháng 10 15, bà Trương Thị Ba quả táng ngày 20 tháng 2 16, ông Nguyễn Văn An quả táng ngày 30 tháng 3 16, chồng của bà Trương Thị Ba đó, ông Tâm Lai quả táng ngày 30 tháng 7 17, ông Tăng Văn Châu quả táng ngày 28 tháng 8 17, ông Nguyễn Bé quả táng ngày 5 tháng 11 17, và bà Nguyễn Thị Tính quả táng ngày 2 tháng 6 18. Thì tổng cộng 9 người là 1.800. Chúng tôi trừ đi cho 7.685 đồng, thì còn lại là 5.885 đồng. Thì cái quỹ tâm niệm của chị Điệp này thì giờ nằm ở trong account của Trà Băng America. Thì quý vị một lát nữa có gì cứ diễn lên đây tham khảo. Riêng cái anh Trần Điềm đó, thì cái mình anh em ở trong hội mình nó đóng một cái đóng góp là một số tiền là 1.350 đồng để phụ cái đám tang của anh Trần Điềm đó. Nhưng mà khi giao cái số tiền này cho gia đình thì gia đình đã cho lại hội. Thì tôi cũng xin là kính tường trình lại quý vị ở trong này. Chúng tôi xin cái này là phổ biến nội bộ thôi, nếu ai cần coi cái gì thì là đây coi. Tháng ở trong hội thì cái tháng 6 của 18, người đầu tiên là chị có Vấn Ngọc Bích. Bữa nay chị không có mặt. Người thứ ba là chị Đăng Si Nguyễn, không có mặt. Anh Phan Thành Tài, anh Đoan Trần và anh Tòng Sơn Nguyên. Thì hôm nay dọn dẹp có mình chị Ngọc Bích thôi. Chúng ta cùng hát bản Happy Birthday để mừng chị Bích. Happy Birthday 2, 3. Happy Birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tôi sinh năm 1935, thành ra khi đi học, tôi cứ phải giấu ngày sinh của cô đó ông à. Dạ thưa, đặc biệt ngày hôm nay là chúng ta mừng Father Day. Đây chưa? Chơi gì ngày bắt tôi vậy mà. Em đưa qua rồi, không được. Tôi có dạ chuẩn bị cưới vợ cho ba ông này đó, bà Lý chính gia bà ông này đó, này ta cưới vợ cho ba ông già này, bà đi vô đó làm cái gì? Cưới không phải, cưới không phải. Vâng, có thằng Dính rồi. Lâu như thế mà cũng đòi lấy tiền. Cảm thấy vô không? Vô đi. Vô. Vô. Thì em nói đó tôi yên. Cái này đó tôi yên. Cái này em lấy cái gì? Còn nữa con của mẹ
xót xa nhiều, phương Bắc giết phương Nam. Nhưng mẹ yêu mẹ đừng than khóc nữa, vì trong con tuổi trẻ vẫn còn đây, chúng con quyền cùng chung sức đang xây quê hương mình trong tự do ấm no. Xin mẹ yêu mẹ đừng than khóc nữa, vì trong con tuổi trẻ vẫn còn đây, chúng con quyền cùng chung sức Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Không phản bội dòng sữa thơm nuôi dưỡng, chúng con nguyện đi dựng lại quê hương. Việt Nam.